Xin chào mấy anh em nha, chào mừng mấy anh em đến với kênh Phát Vlog của mình nha. Thì hôm nay Phát về một lô xe ba da nữa nha anh em. Thì giờ Phát quay màu cho anh em xem nha, anh em nào mà hít khoái thì cứ liên hệ với Phát nha. Rồi Phát quay cho anh em xem nha. Rồi, đây là cái con ba da 5B nha anh em, màu cam rất là đẹp luôn. Phát chưa gấp bánh, Phát tháo trước con quay cho anh em xem nha. Con này chạy xăng A95 pha nhớt, nhớt hôm hay thì giống như xì bo da Z của mình đó anh em. Tốc độ của nó tầm 65 km/h xe zin nha. Nếu mà độ lên thì sẽ lên được 70-80 tỷ anh em thôi. Độ số rồi vô. Bên Phát cũng có nhận độ luôn nha, hoặc là giới thiệu cho anh em chỗ gần nhất. Đó. Rồi, chiếc này nặng mười mấy ký nha anh em, chạy nhanh lắm nha. Chạy cầu sao. Mà sẽ quay thêm mấy chiếc khác màu khác, anh em nào thích màu gì cứ nhắn tin cho mình nha. Rồi, giờ đây một con cũng màu cam, mà màu cam này có tem nữa nha anh em. Đó. Cái này là nó chưa có lọc keo nha anh em, về lọc keo nó còn bóng loáng luôn nha anh em. Nào Phát lột cho anh em coi miếng nào, lột keo nó bóng loáng luôn á, này dán keo tem chùm nha anh em. Vậy lột keo là mấy cái tem này nó bóng loáng nhìn rất là đẹp luôn đó. Con này cũng bằng giá con kia thôi, nói chung là bô bụng nha anh em, xe bô bụng hết luôn nha anh em. Có thể độ bô tăng rồi vô, bánh thì có đầy đủ hết, mình Phát chỉ quay cho anh em cái xe trước thôi. Nó xe này xe zin nha, xe zin anh em, chơi xe zin thì nó đỡ tiền hơn, với lại xe này muốn độ gì thì Phát tư vấn cho anh em đó. Muốn độ vỏ gì Phát cũng có vỏ này nha. Đây, đây là vỏ đồ chùa bánh sau nè, anh em đổ bánh sau cũng được, hoặc bánh trước luôn, bánh trước Phát hết rồi. Giờ còn bánh sau, còn bánh zin của nó là đây, bánh zin của nó đây đó. Rồi đó, giờ qua con còn khác nha anh em. Rồi đây, đây là một con màu vàng nha anh em, có rất nhiều anh em mê màu vàng á. Phát bởi Phát bán 4-5 chiếc màu vàng rất ok luôn, anh em mê lắm, phái màu vàng hay sao. Đây bô bụng nha, đó độ bô tăng bô gì tùy anh em, thắng đĩa đàng hoàng nha. Đây có thắng đĩa nha, thắng bánh sau nha. Đây là chỗ xăng nè, bịch xăng, xăng A95, xăng xe máy mình chơi được luôn nha, chơi bằng xăng A95 mình đỡ tốn tiền xăng nữa anh em ơi. Đó con màu vàng, quay cho anh em con màu vàng rất là đẹp luôn. Rồi cái con này là con màu vàng trắng đen cũng rất là đẹp nha, có ba màu vàng trắng nè, rồi đen đen nè, cũng keo nha anh em, chưa có lọc keo nha, hay lọc keo qua nha. Cái này là nó có cản gió phía sau luôn nha anh em, tại vì mình lấy mình chưa gáp vô á, cản gió là nằm đây nè. Đó cản gió mình gắn lên rất là đẹp luôn, bô bụng luôn nha, nó này bô bụng luôn đó. Hộp giật nè, hộp giật chỗ cháy xăng màu vàng này rất là đẹp luôn, chưa lọc keo luôn đó. Có bánh đầy đủ hết nha, am biết độ cứng nha anh em, cứng cứng cáp đâu, giá là ok luôn anh em ơi. Anh em nào cần thì chụp màu lại gửi cho mình nha. Rồi, cái con này cũng rất là đẹp luôn anh em ơi, màu xanh lá cây rồi pha trắng với pha đen nè, có tên nè, ba da 5B nè, am đồ cứng nè, cứng cáp rồi nè anh em ơi. Đó nói chung là con này cũng chưa có lột keo nha, keo nè anh em, anh em về anh em lột keo là cái này nó bóng loáng luôn nha. Con này rất là đẹp luôn, màu xanh trắng đen rồi đẹp quá, bô bụng nha, bô bụng luôn, chưa gắn cái cản gió nha, gắn cản gió lên rất là đẹp luôn. Sạch sẽ mới tinh luôn. Anh em nào thích cái mẫu nào thì cứ chụp lại mẫu đó gửi Phát nha. Rồi, còn đây một chiếc cuối cùng của Phát khui rồi nè, có tem nè, này chưa lột keo nha, lột keo nó bóng loáng luôn á, keo nè, đó này giống tem Monster quá đó. Đẹp anh em, nói chung là rất đẹp luôn đó, trắng đen quá đẹp cho anh em luôn, bô bụng luôn nha anh em. Rồi anh em nào cần thì cứ nhắn tin cho mình nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video của Phát nha anh em.